Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn dự án Endless Swap. Đây là một cái dự án mạng Binance Smart Chain và dự án này chia sẻ 2.000 block NFT các bạn nhé. Mỗi block trị giá khoảng 200 đến 300 đô la. Cái dự án này dự đến từ Việt Nam và giới hạn là 2.000 slot. Chúng ta sẽ làm ở trên nền tảng Glam.io. Bạn nào mà chưa có tài khoản Glam thì các bạn đăng ký cho mình một cái tài khoản nhé bằng email. Sau đấy các bạn có thể connect đến một số cái mạng xã hội như Twitter, Google, email đây, tất cả các mạng xã hội của mình ở đây này. Đấy. Tiếp theo là mọi người sẽ theo dõi cái flow cái Twitter nha. Mấy cái nhiệm vụ cũng khá là đơn giản thôi mọi người nhá, nói chung không phức tạp gì cả. Đấy. Nói chung là các bạn phải có cái mạng xã hội thôi. Một số bạn cứ hay hỏi mình là tức là các bạn ấy có một số ví rồi thì các bạn cần phải có những cái ví gì? Thì tức là cái ví cơ bản của mình ấy thì mình nghĩ là nó chỉ là ví MetaMask và ví Solet, ví mạng Solana đấy. Đấy, với lại tùy từng dự án, có những cái dự án nó sẽ đòi hỏi một số cái ví web hoặc là ví khác thì mình sẽ phải add mạng. Đấy, vì thế cho nên là mình cũng không nói trước được nha các bạn nhé. Đấy, nó đòi cái gì là mình phải có cái đấy nhé. Với lại một số bạn thì lại hỏi là tại sao lại làm xong thì mình phải claim thì cái đồng coin đó mới về à? Thì cái này thì là tùy, cũng tùy từng dự án luôn. Có những cái dự án thì nó yêu cầu mình claim mới về, có những dự án thì mình chỉ cần điền cái ví thôi là nó sẽ tự gửi về. Đấy, nói chung là tùy từng dự án nhé, không phải dự án nào nó cũng giống dự án nào. Đấy, có những cái dự án thì nó sẽ bắt mình claim. Đấy, có những cái dự án thì nó lại không bắt mình claim mà nó lại bắt mình điền ví, connect ví, đấy, nó kiểu đấy. Nói chung là có nhiều lắm, nhiều cái dự án nó yêu cầu khác nhau lắm. Vì thế cho nên là chúng ta không thể đánh đồng tất cả lại được nhé. Ở đây thì chúng ta điền ví BEP20 này. Nó yêu cầu cái gì là mình có cái đấy nhé. Đấy, vì thế cho nên tất cả các mạng xã hội ấy, nó yêu cầu ấy, thì nó yêu cầu khá là nhiều. Đấy, có những cái dự án nó yêu cầu cái mạng xã hội khá là nhiều, nhưng có những cái dự án thì nó lại yêu cầu mạng xã hội ít. Thế cho nên là tất cả mọi người sẽ phải có những cái tài khoản mạng xã hội mà nó yêu cầu. Đấy. Ví dụ ở đây thì nó yêu cầu Twitter này, Telegram này, ví BEP20, MetaMask này. Đấy, nó chỉ yêu cầu đơn giản như thế thôi. Có những cái dự án thì họ yêu cầu cả Facebook này, Medium này, Discord này, rồi Instagram này, YouTube này. Đấy, có những cái dự án thì nó lại yêu cầu mình phải hô cái token vào trong ví của mình thì nó mới phát. Đấy, nhất là những cái dự án testnet thử nghiệm ấy, là những cái dự án nó yêu cầu khá là nhiều, mình phải trao đổi, phải các thứ đấy. Đấy, cho nên là mình làm trong cái lĩnh vực airdrop và bounty ấy, thì nói chung là có khá là nhiều cái dự án khác nhau và nó có những cái yêu cầu khác nhau. Vì thế cho nên là tùy từng dự án thì chúng ta sẽ làm yêu cầu và mình sẽ làm theo họ thôi nhé. Tức là mình làm đúng đúng đủ cái luật của họ thì họ sẽ phát thôi. Đấy. Có những cái dự án thì là ra đầm, có những cái dự án thì lại không ra đầm. Đấy, nhưng những cái dự án như thế này thì là ra đầm 2.000 block thì là 300 đô trên một block thì là cái đây là một cái dự án ra đầm. Đấy. Những cái dự án mà các bạn nào mà có bốn cái Matterport thì các bạn sẽ nhận được cái whitelist để chúng ta có thể mua cái public sale của nó nhé các bạn nhé. Đấy. Ok, mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người cùng tham gia dự án này nhé. Dự án này sẽ còn 6 day nữa là kết thúc. Đấy, khi nào mà nó kết thúc và có winner list thì mình sẽ đăng lên kênh của mình cho các bạn cùng check nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé.